Chị gì đấy cháu? Không biết Thái nói tôi thôi. Chị gì lạ thế nhỉ? Bắt lâu chưa? Lâu rồi đi. Mấy tháng rồi? Một tháng à? Ôi giời. Ôi, nó là ai mồm nó này. Ôi giời. Nguyên cả con nhái. Con chim gì nó lạ. Lạ thế nhỉ. Con chim gì lạ nhỉ. Con lại nó nuôi lên thì nó thế nào hả cháu? Nó to con như này. Thế yeah. Mẹ nó to tướng nhỉ? Vâng. Biết phải con chim ấy không? Phải con tu hú không? Nuôi lên nó lại hiền lắm. Hả? Hiền lắm. Hiếm lắm á? Vâng. Biết làm sao được mà hiếm lắm. Đi về. Yeah. Ăn bằng cái gì? Nó cám thôi mà. À, ăn cám thôi à? Vâng. Chứ cho nó ăn con nhái nó ăn không? Có. Thì bây giờ chú sẽ mua 100. Vâng. Còn thì chú cho thêm 10.000 nữa. 201 nhá. Vâng. Được không? Đây 10.000 là 10.000 riêng này. Đấy. Thế còn 100 chim là 100 chim riêng này. Đấy. Chú mua liều con chim này thôi. Chú chả biết con chim này chim gì nữa. Nó to lắm ấy nhở. Biết con chim này nó ở đâu đây cháu? Cháu bắt nó, ở đâu đây? Nó trên rừng ơi. Nó làm tổ cao lắm. Thế á? Như ở đây có không? Không. Không có con chim này à? Vâng. Nó kêu thế nào? Kêu như két két à? Vâng. Cũng biết con chim này mà nó to lắm các bác à. Nó to lắm. Không, nó không bé đâu. Nó to gần bằng nắm đấm mà. À được rồi, chờ chú cầm đấy cho chú vào chú lấy tiền nhé. Chết cười bọn trẻ con đây. À. Đây là hai anh em à? Thằng kia là anh đúng không? Không phải đâu. Không phải à? Bạn này. Bạn thôi. À. Này cháu. Xin chú. Sao mà có một con thế này? Ba con. Thế còn con nữa đâu? Hai con nữa đâu? Ở nhà thôi. Ở nhà. Vâng. Con này to nhất hay bé nhất? Con này to như mà. Thế yeah. Vâng. Yeah. Để chú nuôi. Nhà ở đâu? Ở đâu? À, trong chi trái à? Ừ. Rồi, ok. Không biết nó là con chim gì, tôi quay lại kỹ cho các bác xem. Bác nào mà có biết con chim này thì bảo tôi với nhá. À, nó bằng con cắt nhỏ ấy. Mà không biết là con chim gì mà to thế này không biết nữa. Cái mồm nó há ra to lắm.